Kính thưa quý vị, Sư Thích Minh Tuệ ẩn tu lần hai, các khất sĩ khác mất tích trên đường tới Gia Lai. Bài viết của Đài Á Châu Tự Do Sau 3 ngày xuất hiện trở lại ở khu dãy gần nhà tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, Sư Thích Minh Tuệ, thế danh Lê Anh Tú, rời khỏi nơi này một cách bí ẩn trong đêm ngày 13 tháng 6, trong khi nhiều khất sĩ từng bộ hành chung cách đây hơn 2 tuần mất tích trên đường đến Gia Lai để gặp lại ông. Sư Minh Tuệ, không còn ở chú xứ người, em ruột của ông trong một video được đăng tải lên mạng xã hội chiều 13 tháng 6 khẳng định không còn đi được như vậy nữa tại vì thầy đã đi ẩn tu ở nơi khác rồi, không còn ở nơi vườn của em nữa. Chúng tôi gọi điện cho công an huyện Iagrai để hỏi thông tin về sư minh tuệ. Người trực điện thoại yêu cầu phóng viên đến trụ sở cơ quan để được giải đáp. Từ sáng sớm ngày 14 tháng 6, người dân không nhìn thấy sư minh tuệ đi khất thực như ba ngày gần đây. Các chốt kiểm soát của công an được dựng lên trong mấy ngày qua để ngăn dòng người đổ về đã được dỡ bỏ trong sáng cùng ngày. Bình luận về việc xảy ra với Sư Minh Tuệ, cựu sĩ quan quân đội Vũ Minh Trí ở Hà Nội, cho rằng sự hâm mộ hoặc hiếu kỳ của số đông người dân và sự can thiệp của chính quyền đều là kiếp nạn mà Sư Minh Tuệ phải vượt qua trên con đường tu tập. Ông cũng cho rằng với trí tuệ và nghị lực của mình, Sư Minh Tuệ và các vị đồng tu luôn tìm được cách thức tu hành phù hợp. Trong tin nhắn gửi Đài Á Châu Tự Do, E trong ngày 14 tháng 6, ông nói rằng việc Sư Minh Tuệ không còn ở chỗ cũ nữa là dễ hiểu, bởi tại đây nhà sư vẫn bị đám đông kéo đến quấy rầy. Chính quyền địa phương can thiệp vào việc này là bình thường, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của họ. Tôi hy vọng họ sẽ tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và sự an toàn cho các nhà sư. Ông Vũ Minh Chí nói. Từ Sài Gòn, bác sĩ Quân y Đinh Đức Long bình luận với RFE về việc tu tập của ông Minh Tuệ. Làm xong căn cước rồi, bây giờ ông là công dân Việt Nam đủ giấy tờ tùy thân, đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi thì ông ấy đi đâu là việc của ông ấy. Mọi người rảnh đi theo ông ấy là việc của mọi người. Nhưng mà ai đi chăng nữa cũng phải tuân thủ pháp luật. Nhiều khất sĩ mất tích trên đường đến gặp sư Minh Tuệ sau khi bị chia tách lúc dạng sáng ngày 3 tháng 6 ở Huế và bị công an đưa về các địa phương, một vài người trong số 70 khất sĩ vẫn tiếp tục bộ hành, giữ giới luật và mong muốn tái ngộ với sư minh tuệ, người tu theo 13 hạnh đầu đà trong 6 năm qua. Theo một video trên kênh YouTube Nhịp Sống News đăng tải vào ngày 13 tháng 6, khoảng 4 giờ chiều, một đoàn gồm 5 khất sĩ, trong đó có Minh Tử, Minh Thông và Nhuận Hội Bộ Hành trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực tỉnh Con Tum. Họ có kế hoạch đến huyện Iagrai, Gia Lai để gặp sư Minh Tuệ, người mà họ coi là thầy, rồi sẽ tiếp tục đi khất thực về hướng Nam. Đến gần KM 14555 12788, một số người đi trên xe biển xanh 82A00173, biển số xe nhà nước ở tỉnh Con Tum, mời năm vị khất sĩ lên xe một người đàn ông đứng tuổi mặc áo sơ mi trắng hỏi họ muốn đi về tỉnh nào thì chở họ về đó tuy nhiên các sư nói rằng họ muốn đi về gia lai người đàn ông tự xưng là lãnh đạo địa phương có nhà ý chở họ về gia lai vì nóng lòng muốn gặp lại sư minh tuệ nên cả năm người đồng ý lên xe và chiếc xe bảy chỗ rời đi tuy nhiên tin tức về các vị sư này không còn được ai biết đến nữa một nhóm khác gồm bảy vị hành giả trong đó có minh trí trơn trí như ngộ minh thành vô chủ và minh dược mất tích sau khi nghỉ đêm ở một khu đất trống gần đường Hùng Vương, xã Đắc Pét, huyện Đắc Lê. Theo hai kênh YouTube Nhịp Sống News và Hải Đăng Vlog, khoảng 9 giờ tối ngày 13 tháng 6, chủ hai kênh này có đến khu vực nơi bảy vị sư nghỉ tạm qua đêm và trò chuyện với họ. Tuy nhiên, sáng sớm hôm nay họ quay lại thì không thấy các vị hành giả này đâu nữa. Một người dân ở gần đó nói khoảng 1 đến 2 giờ đêm có hai xe to đến đưa họ đi. Vào sáng 14 tháng 6, hiện trường nơi các sư nghỉ lại vẫn còn một số mảnh y áo. Máy nghe kinh mà theo các YouTuber này là bất thường vì các sư thường thu dọn đồ sạch sẽ và nhặt rác trước khi rời đi. Các YouTuber cũng cho biết sư Như Ngộ và một người vừa cạo đầu đi theo để tu hành, mà họ không biết tên cũng rời nơi nghỉ tạm ở khu vực đèo lò so một cách rất bí ẩn. Một bộ quần màu nâu, áo màu trắng của một trong hai vị phơi trên giá vẫn còn đó, trong khi nhiều chai nước cả chưa mở nắp và đang uống giang dở, vất bừa bãi trong khu vực. Không đúng với tính cách của họ là dọn dẹp sạch sẽ khu vực trước khi rời đi. Phóng viên gọi điện cho người quay các thước phim kể trên để hỏi thêm, tuy nhiên người này cho biết đang quay phim và từ chối trả lời. Phóng viên gọi điện cho công an huyện Duck Lake để hỏi thông tin về việc mất tích của các vị sư đã trú qua đêm ở địa phương. Người trực điện thoại nói, anh lên làm việc trực tiếp với lãnh đạo. Sự việc này liên quan đến công an tỉnh nữa, trực ban chỉ tiếp nhận thông tin thôi, có gì anh liên hệ làm việc với lãnh đạo công an huyện. Như tin đã đưa, đoàn khất sĩ gồm Sư Minh Tuệ và hơn 70 đồng đảo bị hàng trăm cảnh sát cơ động bố giáp vào dạng sáng ngày 03 tháng 6 ở một khu rừng thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban tôn giáo chính phủ sáng cùng ngày ra văn bản cho biết, ông Lê Anh Tú, tức Sư Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc bộ hành khất thực. Một số trang báo khác cho biết ông được đưa về Gia Lai để làm căn cước công dân. Đài truyền hình VTV trong hai ngày 8 và 9 6 liên tiếp đưa hai phóng sự phỏng vấn Sư Thích Minh Tuệ, nói vị tu hành này ẩn tu và không rõ thời gian tiếp tục bộ hành. Sáng ngày 16, sau khi nhận được căn cước công dân, ông được phép đi khất thực ở gần nhà cha mẹ và lúc nào cũng có công an theo sau khiến nhiều người cho rằng ông bị giam lỏng. Sau khi biết được tung tích sư Minh Tuệ, hàng trăm người dân từ khắp nơi đổ về đây để mong được đảnh lễ cùng với những người hiếu kỳ, YouTuber và TikTok. VTV, Vua Tin Vịt Bài viết của Lâm Công Tử, Báo Sài Gòn Nhỏ Trong những ngày qua, người dân Việt Nam có hai thú vui. Thứ nhất, vạch mặt bọn ma tăng trong giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thứ hai, bóc trần thủ đoạn quen thuộc của một cơ quan truyền hình lớn nhất nước là VTV mà công chúng đặt cho hỗn danh vua tin vịt. Gần như mỗi lần có biến cố gì từ người dân, VTV lại vác máy ra đường với một cô phóng viên có mặt tại chỗ, tường trình lại sự việc một cách nhanh chóng để tối đến người dân thấy hình ảnh của mình có mặt trên tivi của nhà nước. Mà thật lạ, mọi diễn biến hầu như bị người người thuyết minh câu chuyện nói trạch đi một cách đáng xấu hổ thay vì tường thuật một cách trung thực, khách quan hai yếu tố quan trọng nhất của truyền thông nếu muốn người xem tin tưởng và theo dõi tiếp trong tương lai. Những vụ biểu tình chống Trung Quốc, dân oan mất đất hay lực lượng chức năng tới tận nơi dẹp người chống đối, sự kiện Lê Đình Kình, VTV đều chọn những khuôn hình bất lợi nhất cho người dân và chêm vào đó những lời lẽ kết án, cáo buộc và xoay chuyển nội dung với mục đích làm cho người xem bất mãn với những gì mà VTV muốn. Những câu chuyện khó tin ấy lâu dần thấm sâu vào não bộ người xem khiến họ có phản ứng như nhà nước muốn tuy nhiên sau nhiều năm tháng quen với thói lừa đảo này cộng đồng mạng xã hội đã lên tiếng vạch ra những ý đồ mà vtv cố gắng ghép vào những thước phim của họ sau mỗi lần bị vạch mặt vtv lại thay đổi một chút không phải vì tự kiểm hành vi của mình cho trong sáng hơn trong nghề nghiệp mà thay đổi để kín kẽ hơn trong hành vi lừa gạt người xem đến nỗi người dân chạy theo xem mỗi lần vtv phát sóng nhằm bóc phốt chứ không phải để tán dương hay theo dõi đúng nghĩa người dân bình thường khi xem một tấm ảnh với ý thức nghi ngờ họ luôn cho là photoshop tức nhu liệu chỉnh sửa ảnh cho đẹp hơn lồng ghép người trong ảnh với hậu cảnh mà tấm ảnh không có nhưng đối với một hình ảnh dạng video thì người dân không thể hiểu rằng làm cách nào một người đang đi lại biến thành một người khác hay hậu cảnh của một khung hình lại biến dạng thêm thắt hay thậm chí hình ảnh người đang phát biểu có thể biến hóa thành một nội dung khác. Tất cả những kỹ thuật điện ảnh ấy được mang vào VTV không phải cho đẹp hơn, mà mục đích của nó là làm cho nội dung đúng theo ý của ban biên tập những thước phim ấy. Đối với quy tắc truyền thông báo chí trong việc quay phim một phóng sự việc nghiêm cấm nhất là chỉnh sửa bất cứ chi tiết nào trong đoạn phim ấy. Sự trung thực sẽ mất đi ngay lập tức nếu một khung hình nào đó trong đoạn phim bị chỉnh sửa nguyên tắc báo chí không bao giờ được vtv xem trọng cái mà họ xem trọng là tuyên truyền theo ý ban tuyên giáo làm sao để cái lợi đến với đảng mới là quan trọng còn người dân thì không cần thiết mọi lợi ích đều phải đến với nhà nước kể cả làm thiệt hại cho người dân cũng không sao cả vì thế vtv tuy là đài truyền hình quốc gia đáng ra phải giữ sự trung thực làm đầu thì họ lại lấy lợi ích cho chính thể làm đầu. Bất kể sự trung thực mới là niềm tin giữ chân người xem lâu dài là điều cần thiết nhất cho một cơ quan truyền thông đại chúng. Có lẽ xuất phát từ nguyên tắc quản lý này mà người được chọn cho vị trí tổng giám đốc của VTV từ trước tới nay luôn là một ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng. Và đó là lý do khiến VTV luôn luôn là cơ quan phát hình theo ý Đảng đó cũng là lý do xuất hiện hai chương trình truyền hình trong vòng một tuần quay cảnh phỏng vấn thầy Minh Tuệ tại nhà của ông ở gia lai nhưng vì lắp ghép quá thô thiển khiến cộng đồng mạng giận dữ đặt câu hỏi về sinh mạng của thầy Minh Tuệ trong cộng đồng mạng không thiếu chuyên gia về nhu liệu nên hình ảnh bị dùng kỹ thuật chroma key trong adobe premiere bị phát hiện khi vt về chỉnh sửa một cách vụng về background sau lưng thầy Minh Tuệ với một thân cây bị quét vôi trắng xóa, khiến người dân đặt dấu hỏi. Cảnh quay có phải từ một trại giam hay một cơ quan quân đội mới có cách quét vôi thân cây? Chứ nhà người dân ai lại quét vôi cây cối bao giờ? Sự thô thiển ấy buộc lòng VTV phải quay lại cuộc phỏng vấn lần thứ hai về một nhân vật. Cách làm này chưa hề xảy ra trong bất cứ một đài truyền hình nào, vì nó lộ cái tẩy chỉnh sửa hình ảnh để lái nội dung theo hướng mà ban biên tập chương trình nhắm tới. Trong chương trình thứ nhất, cô phóng viên Liên Liên đã tự ý thêm vào nội dung được gắn lên miệng của người nhà thầy Minh Tuệ khi khẳng định rằng gia đình ông Lê Anh Tú cũng đã có đơn đề nghị gửi các cơ quan chức năng xử lý trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để đăng tải trên khắp nền tảng mạng xã hội gây ảnh hưởng đến ông Lê Anh Tú và gia đình ông. Đối với câu nói này, cộng đồng mạng xác định ngay gia đình thầy Minh Tuệ sẽ không bao giờ nói câu nói vô ý nghĩa như vậy. Thứ nhất, Thầy Minh Tuệ là người trưởng thành, không cần bất cứ ai phát biểu giúp tình trạng tu hành của Thầy. Và hơn nữa, Thầy không hề tỏ ra giận dữ hay khó chịu khi bị chụp ảnh, quay phim. Thứ hai, cộng đồng mạng đưa ra những cái clip có cảnh Thầy trả lời khi được phỏng vấn trong lúc Thầy Minh Tuệ ung dung tự tại tu hành. Nhiều lần Thầy chia sẻ rằng, YouTuber hay TikToker hãy quay phim mà kiếm được tiền miễn họ thấy hạnh phúc thầy cũng thấy hạnh phúc cho họ cũng vậy trong cái clip đầu thầy trả lời cho vtv tinh thần và trí tuệ của con vẫn tốt vẫn đảm bảo học tập theo lời phật dạy được không có người dân đông như thế hay là cái việc không ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông xã hội thì con học tập ở ngoài không gì thay đổi cả nhưng mà vì cái đó bây giờ mình cũng trong việc học tập của mình bây giờ họ ra làm ách tắc vào cái hoàn cảnh như thế nên con cũng mong khi mà đi ra đường thì mọi người đừng tập trung như thế làm ảnh hưởng mình không học được nữa họ theo quay phim hoặc làm những việc như kiếm tiền hay gì đó là không phù hợp và cư dân mạng lại chú ý tới câu sau cùng âm thanh nhỏ hơn hẳn chứng tỏ câu này ghép vào từ một đoạn nào đó chứ không liền mạch như thông thường có lẽ sự tùy tiện và thô thiển này là nguyên nhân khiến vt phải mối mặt làm cái chương trình thứ hai và than ôi, cả hai chương trình không có một lời nào thầy Minh Tuệ khẳng định sẽ ẩn tu. Thứ mà VTV chạy trên cái tựa đề của chương trình thứ nhất. Và cái được gọi là ẩn tu ấy, sáng ngày 1 tháng 6, thầy xuất hiện trên con đường đất đỏ, quê nhà. Một mình tiếp tục ôm nồi cơm điện, du hành ngang nhà người dân để khất thực. Đó là cách ngài trả lời cho công chúng và đặc biệt cho VTV sự thật về ngài. Và tuy không nói, nhưng tính cách của thầy Minh Tuệ đã làm cho bao người rơi mặt nạ, trong đó có cái đài truyền hình lớn nhất nước, Vua Tiên Vịt. Kính thưa quý vị, Thích Minh Tuệ, bài viết của báo Tiếng Dân. Tôi may mắn được bằng hữu gửi cho cuốn băng ghi âm buổi nói chuyện định hướng tương lai với thế hệ tăng sĩ trẻ ngày nay của Thích Tuệ Sĩ tại Chùa Từ Hiếu. Khi đề cập đến sự căng thẳng giữa quý vị sư tăng bên Viện Hóa Đảo và nhà đương cuộc Hà Nội về quyết định khai sinh ra Giáo hội Phật giáo Quốc doanh vào năm 1981, Hòa Thượng có nhắc lại lời phát ngôn rất độc đáo và thú vị của một vị tướng lãnh của lực lượng công an. Ông Mai Trí Thọ nói thế này, các thầy chỉ có hai con đường, một là theo, hai là chống. Các thầy theo, chúng tôi dành nhiều thứ ủng hộ các thầy, còn các thầy chống, chúng tôi có đủ xe tăng thiết giáp. Các thầy muốn chống, thì chống đi. Ông đại tướng có lẽ chỉ dọa chơi, theo thói quen của kẻ lắm quyền thế, thế thôi. Chứ cái nhà nước hiện hành ở Việt Nam không đến nỗi quân phiệt, võ biền và thô bạo tới cỡ đó đâu. Họ thiếu gì cách thuyết phục hay khiếp phục giới tu sĩ mà. Đâu phải dùng đến súng đạn, nhập cảng. Chỉ cần sản phẩm địa phương là cũng đủ ăn rồi. Sáng hôm 7 tháng 6 năm 2024, mục sư Nguyễn Hồng Quang tâm sự qua Facebook. Nhà bị ném mắm tôm khoảng 10kg suốt một năm. Hồi đầu tuần, Hôm 3 tháng 6 năm 2024, Arafa cũng ái ngại loan tin, một ngôi chùa của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, gọi tắt là Tăng đoàn, tiếp tục bị kẻ xấu hắt mắm tôm trong đêm, không lâu sau lễ Phật đản bị phá rối ở Huế. Vị sư trụ trì cho hay, họ chỉ bới om sòm trước sự chứng kiến của nhiều Phật tử. Sau đó, ông còn thường xuyên nhận được lời đe dọa ra đường coi chừng bị tông xe từ một số điện thoại di động. Hắt mắm tôm hay vứt cứt vào nhà, vào chùa và đe dọa xe tông tất nhiên không phải là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của đảng nhà nước thường khi vẫn sử dụng những phương cách văn minh và thu phục nhân tâm hơn thấy rõ chủ tịch nước trao huân chương độc lập hạng nhất cho giáo hội phật giáo trao tặng huân chương hồ chí minh cho hai vị lãnh đạo giáo hội phật giáo hòa thượng thích thanh tứ được trao tặng huân chương hồ chí minh thượng tọa thích thiện chiếu được trao tặng huân chương lao động, truy tặng huân chương cho Hòa Thượng Thích Thế Long, Thích Trân Quang nhận danh hiệu Nhân Tài Đất Việt, Thích Trúc Thái Minh nhận bằng khen, Chùa Ba Vàng nhận bằng khen tỉnh Bắc Giang. Thảo nào mà có vị thức giả nhận xét, sau hơn 40 năm có thể sẽ không cần phải dùng đến xe tăng hay thiết giáp để dẹp bỏ một giáo hội. Bản thân sự suy đổi của giáo hội đó đã đập tan hình ảnh của họ trong mắt công chúng rồi ai cũng tưởng vậy nhưng không phải vậy đâu tưởng vậy là tưởng tầm bậy và tưởng năng thối câu văn thượng dẫn chưa kịp giáo mực thì một ông thầy tu lộ diện bất ngờ như một vị bồ tát dáng trần và kỳ diệu như cơ trời hay điềm trời vậy trong bối cảnh nêu trên bỗng xuất hiện thích minh tuệ như ánh đuốc nhiệm màu soi sáng căn hầm hỗn độn mung lung u tối với thân hình gầy còm nhưng dẻo dai phi thường gương mặt cháy nắng chất phác nụ cười hiền hậu lời nói chân thật mộc mạc và nhất là hành trì tu tập theo hạnh đầu đà đã 6 năm, Minh Tuệ hiện hiện lên là người Việt Nam, tu thật. Vì thế, hình ảnh Minh Tuệ đã làm rung động hàng triệu con tim, lóe lên niềm tin và hy vọng vào tam pháp bảo, vào những điều tốt đẹp mà người dân đang khát khao tìm kiếm. Ủa, chớ hạnh đầu đà là pháp môn chi, tu tập ra sao mà có thể biến một vị hành giả thành một ánh đuốc nhiệm màu và làm rung động hàng triệu con tim như vậy? trong thông bạch của Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đọc được qua Facebook của Hòa Thượng Thích Không Tánh. Tỳ Kheo Thích Viên Định cho biết, tu sĩ Thích Minh Tuệ là một người giữ giới luật, tu theo hạnh đầu đà của Phật dạy. Không nhà, không cửa, không chùa viện, am thất, rày đây, mai đó, ngày ăn một bữa, mặc y phấn tảo, ngủ dưới gốc cây, nơi đất hoang, nghĩa địa, tự do tự tại không nơi cố định đúng phẩm hạnh một vị tu sĩ phật giáo mọi người ai cũng kính phục nói theo công nhận đúng là một tu sĩ phật giáo thì còn cần gì phải theo giáo hội này tổ chức kia cho thêm phiền phức buộc rảng chúa phật thánh thần ơi ông tu kiểu đó thì xe tăng thiết giáp kể như là đồ bỏ cứt đái và mắm tôm e cũng không đắc dụng bằng khen với bằng tưởng lục thì kềnh càng quá bỏ sao lọt vô cái ruột nồi cơm điện còn huân chương làm sao đính dính vào được y phục làm bằng những mảnh vải rách tươm và dọa tông xe thì e là chuyện lố bịch đối với vị hành giả đã từng đi chân trần xuôi ngược bắc nam đến đôi ba bận hèn chi mà cả làng ba đình hà nội đều đứng ngồi và ăn ngủ không yên theo ghi nhận của cư dân mạng chả đó liệu người ta có thể làm gì được một người đã buông bỏ triệt để như đấm vào hư không thôi Cả một hệ thống hùng mạnh với cơ đồ tiềm lực uy tín quốc tế chưa bao giờ được như bây giờ, mà phải sợ hãi một người chỉ có độc cái ruột nồi cơm điện trên tay, đầu trần chân đất, ngày ăn một bữa. Lạ thay và cũng kỳ diệu thay. Chào chiều, đế quốc nào cũng đánh thắng, kẻ thù nào cũng khuất phục, nhưng lại sợ một khất sĩ không tài sản, không vũ khí. Inrasara. ông Minh Tuệ đã trồi lên, sẽ còn nhiều Minh Tuệ khác nữa ở mọi thành phần dưới mọi hình tướng tình huống cấp ổ nếu chắc chắn như vậy thì phải cất kỹ cái ông khất sĩ này thôi cho nó chắc ăn đúng như dự đoán của luật sư đặng đình mạnh dù không hề có chủ đích nhưng vị hành giả đã là mối đe dọa thách thức về an ninh đối với chế độ vì khả năng hiệu triệu công chúng một cách tự nhiên nên sự lộ diện của ông ở nơi công cộng hoặc ở bất kỳ nơi nào công chúng biết là điều không thể được chấp nhận thế là sư minh tuệ bỗng biến mất tiêu. Cùng với nhiều tin đồn rất lo ngại, cũng có không ít người bày tỏ một thái độ an nhiên và bình thản. Mạc Văn Trang, sứ mệnh của Minh Tuệ xuất hiện một lần trong tháng 5, hành không hai máy bướm, vậy cũng đủ. Doan Thuy, dù không thể tiếp thần trình Bắc Nam như dự kiến ban đầu, nhưng thầy Minh Tuệ đã hoàn thành xong sứ mệnh lan tỏa chánh pháp, thức tỉnh tâm đạo, soi rọi bản ngã và sự già hình của mỗi người trong chúng ta bằng chính những bước chân khổ hạnh của mình nguyễn đình bổn ông xuất hiện giữa đời như một tia chớp kèm tiếng sấm động đến chân tâm như một ánh sáng của tuệ nhãn rọi nguyên hình bọn yêu ma đội lốt tu hành dù hôm nay ông biến mất hay sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó thì việc của ông đã hoàn tất những nhận định trên khiến tôi nhớ đến bài kệ của thiền sư hương hải nhạn quá trường không anh trầm hàn thủy nhạn vô di tích chi ý thủy vô lưu ảnh chi tầm. Nhạn bay trên không, bóng chìm đáy nước. Nhạn không có ý để lại dấu tích. Nước không có ý lưu giữ bóng hình. Thích minh tuệ cũng chả có ý để lại dấu tích chi đâu và chắc cũng chả có sứ mệnh gì giáo trọi. Sự xuất hiện của ngài chỉ để chứng thực cái điều giản dị này thôi. Dù ở Việt Nam có xe tăng, đại pháo, cứt đái, mắm tôm, cùng đủ cỡ huân trường và đủ cách tông xe chăng nữa, cái chế độ toàn trị ở xứ sở này vẫn không ngăn được sự xuất hiện của một vị Bồ Tát ngay giữa ban ngày. Tổng hợp bình luận từ Facebook trên trang báo tiếng dần. Kính thưa quý vị, sức mạnh của mạng xã hội. Bài viết của báo Người Việt. Mặc dù Facebook, Instagram, YouTube, TikTok đã và đang bị chính quyền Việt Nam khống chế, nhưng qua hiện tượng của thầy Minh Tuệ vài ngày qua đang chứng minh rằng sức mạnh của quần chúng vẫn đánh bạt được tính chất kèm kẹp của hệ thống nhất là đối với những thông tin sai lệch, vặn vẹo và cố tình đánh lạc hướng dư luận. Bắt đầu vào ngày 3 tháng 6, khi thầy và 72 người theo chân thầy mất hút trên mạng truyền thông vì bị công an thành phố Huế cô lập và giải tán, thì mạng xã hội lập tức phản ứng. Hàng ngàn hình ảnh tung lên cho thấy những vị theo chân thầy tàn mát khắp nơi. Những hình ảnh, video ghi lại lời kể của họ cho thấy sự mất tích của thầy Minh Tuệ rất đáng quan tâm sinh mạng của thầy bị đe dọa và không ai biết thầy đang ở đâu. Làm gì mặc dù hàng ngàn YouTuber săn lùng giáo giết nơi thầy đang tạm trú. Có lẽ thấy tình hình không thuận lợi vì càng để lâu sức ép từ quần chúng càng căng, chính quyền ra lệnh cho hệ thống truyền hình lớn nhất nước do nhà nước điều hành là VTV cho quay một phóng sự mục đích lan truyền rằng thầy Minh Tuệ có ý ẩn tu, không còn du hành Bắc Nam như xưa nay thầy vẫn từng. Cái chương trình phóng sự truyền hình ấy sau khi được tung lên với mục đích làm cho dân mạng yên tâm phần nào vì biết rằng thầy Minh Tuệ còn sống nhưng kết quả lại đi ngược lại hoàn toàn. Với cung cách giàn dựng khôn lỏi của ban biên tập chương trình cũng như cá nhân cô phóng viên Liên Liên đã lộ rõ ý đồ bóp méo sự thật bằng cách cắt ghép, chèn tiếng của người được phỏng vấn và cách mà Liên Liên tường thuật đã làm cho người xem nổi giận và hàng ngàn người đã soi tận gốc những gì mà VTV biên tập. Sức mạnh ao ao của hàng trăm ngàn comment đã khiến cho VTV hay ai đó đang lãnh đạo cơ quan này lo ngại. Chỉ một ngày sau, một chương trình khác cũng của VTV xuất hiện, cũng với liên liên làm phỏng vấn nhưng lần này nhẹ nhàng hơn. Anh nói vừa phải, nếu không muốn nói là cố gắng sửa sai những gì làm trước đó. Nhưng nào hay, cái quá khứ xem người dân là dơm rác từ xưa nay đã phản lại nỗ lực cải tiến của cái đài mang danh là vua tin Việt này. Người ta tiếp tục soi mói từng chi tiết và kết quả cuối cùng là không ai tin cái video của VTV sản xuất nữa. Hai ngày sau, có lẽ nhận thấy tình hình ngày càng lún sâu vào khủng hoảng truyền thông, công an vào cuộc. Và lần này họ tung ra cái clip ghi lại hình ảnh thầy Minh Tuệ tới văn phòng làm căn cước của công an Gia Lai nhận cái chứng minh mà thầy đã làm vào ngày 4 tháng 6. Cái clip ghi lại một cách trung thực đã được cộng đồng mạng chào đón tận tình và không ít lời khen từ cách ứng xử được xem là mới mẻ này. Một điểm khác, song song với cái clip của công an Gia Lai, tờ báo Người Lao Động đã cử phóng viên tới gặp thầy Minh Tuệ và lần này chẳng những ghi hình mà còn viết bài đăng trên tờ báo. Động thái này cho thấy điều gì trong những ngày qua? Trước nhất, cộng đồng mạng không còn vô cảm với một sự kiện quan trọng như từ trước tới nay. Những vụ bắt bớ của công an đối với những lời khen chê trên mạng không làm cho người dân sợ hãi nữa. Niềm tin vào thầy Minh Tuệ đã làm lành sự sợ hãi và hàng ngàn người lên tiếng cùng lúc đã vô hiệu hóa, hềm kẹp về theo dõi tin tức trên mạng của công an cũng như an ninh mạng. Sự thay đổi tâm trạng ấy đã kéo theo cách thức đối phó mới của chính quyền khi họ biết rằng càng giấu giếm sự thật thì càng xa vào vũng lầy dối trá cách làm của vtv đã lạc hậu lỗi thời so với kiến thức của người dân trong đó không thiếu chuyên gia về những phần mềm dùng chỉnh sửa hình ảnh âm thanh của một chương trình lấy tuyên truyền sai sự thật là chính nhìn sâu vào vụ che giấu này có vài điều mà người dân đã làm được thứ nhất áp lực chính đáng việc cần biết về sinh mạng của thầy minh tuệ đã khiến chính quyền lo sợ và từ đó họ phải tập trung giải quyết càng nhanh càng tốt khi những vụ án chính trị khác đang đè nặng hệ thống. Thứ hai, tập trung sức mạnh của số đông áp lực lên một cơ quan mà sự giang dối không còn bàn cái nữa khiến cho lãnh đạo cơ quan này phải nhún nhường bởi trong hoàn cảnh tranh quyền như hiện nay bất cứ lãnh đạo nào đi khác với quần chúng đều bị xem là cố tình làm tình hình dối thêm nhằm có lợi cho phe phái của mình. Việt Nam đã nhiều lần gặp khủng hoảng truyền thông nhưng chưa lần nào mạng xã hội chống đối mạnh mẽ như lần này. Sức mạnh tiềm ẩn từ thầy Minh Tuệ đã tiếp sức cho họ. Những công dân hiền lành luôn bị chính quyền khuất phục bằng trại giam cùng các thứ phương tiện khác. Sức mạnh ấy đã và đang chuyển hướng cách tiếp cận và giải quyết đám đông của chính quyền trong giai đoạn này nhưng chưa chắc sẽ tiếp diễn như hiện tại. Bởi chính quyền này luôn nổi tiếng là trở mặt và vận hành chính phủ bằng lá mặt lá trái hơn là sự chân thành muốn xã hội an vui, lành mạnh, kể cả an vui trong niềm tin Phật pháp. Dù sao, thắng lợi ít ỏi của người dân cũng phần nào cho thấy rằng sự đoàn kết luôn là mối lo của chính quyền và bất cứ giá nào họ cũng phải phá tan sự đoàn kết ấy. Kính thưa quý vị, đảm bảo trật tự giao thông là trách nhiệm của nhà nước, sao lại đổ hết cho thích minh tuệ? bài viết của Trinh Bình Thản, báo luật khoa. Về bản chất, dùng lập luận tránh gây cản trở giao thông để yêu cầu một cá nhân dừng bộ hành là nhà nước đang chuyển đổi trách nhiệm làm việc của mình sang công dân. Việc người dân đi theo gây mất trật tự giao thông không phải là trách nhiệm của Thích Minh Tuệ. Đó là trách nhiệm của cơ quan chức năng hưởng lương từ thuế. Mỗi lần đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giành chiến thắng, hàng triệu người dân lại đổ ra đường ăn mừng gây ách tắc giao thông, thậm chí khiến hàng chục người chết. Như vậy, đội tuyển bóng đá nên dừng việc thi đấu và giành chiến thắng lại. Chỉ đến khi người dân biết kiềm chế, có thể ăn mừng mà không làm mất trật tự giao thông, burr, thì đội tuyển bóng đá mới có thể tiếp tục hành trình ghi điểm. Có lẽ, nếu một ai đó đưa ra lập luận này sẽ bị phản bác ngay lập tức là quá ngô nghê, vô lý và đi ngược lại tinh thần pháp luật bảo vệ quyền tự do mưu cầu hạnh phúc của công dân. Nhưng thực tế, nó lại đang được áp dụng cho trường hợp bộ hành tu tập của Thích Minh Tuệ. Chương trình thời sự VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam mới phát đi hai đoạn phóng sự phỏng vấn Thích Minh Tuệ về việc ông dừng bộ hành. Bên cạnh việc lời nói của Thích Minh Tuệ không được giữ trọn vẹn từ đầu tới cuối thì biên tập viên diễn đạt những thông điệp cơ bản nhất mà chính quyền muốn đưa ra công chúng. Trong đó có đoạn: "Chỉ khi không còn tình trạng người dân tụ tập đông người, đảm bảo được an ninh trật tự và an toàn giao thông thì ông mới tiếp tục bộ hành, hay còn không thì ông sẽ không bộ hành đường dài nữa." Mặc dù thông tin loan truyền rằng Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành, nhưng quyết định này không được ông thông báo một cách rộng rãi qua nhiều kênh truyền thông và mạng xã hội như cách ông đã chia sẻ nhiều thông điệp trước đó. Trong cộng đồng mạng, cũng tồn tại cách nói tương tự như thông điệp của VTV, hàm ý thích minh tuệ hay các vị sư khác không nên đi trung đoạn để tránh việc người dân đi theo gây ách tắc giao thông. Trách nhiệm của ai? Về bản chất, sử dụng lập luận tránh gây cản trở giao thông để yêu cầu một cá nhân dừng bộ hành là nhà nước đang chuyển đổi trách nhiệm làm việc của mình sang công dân. Mỗi công dân có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình. Đối với những người tu hành như Thích Minh Tuệ, đi bộ khất thực là một việc làm để có hạnh phúc cho bản thân. Ông không vi phạm bất cứ quy định nào của pháp luật Việt Nam. Mặt khác, đối với các cơ quan công quyền, cụ thể nhất là lực lượng cảnh sát giao thông lại có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ thuộc phạm vi tuyến đường địa bàn được phân công. Như vậy, một người bộ hành không vi phạm luật giao thông không có nghĩa vụ về vấn đề giao thông của khu vực. Việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nghĩa vụ của cảnh sát giao thông, những người được hưởng lương từ tiền thuế của dân để làm việc. Ngoài trách nhiệm này, cảnh sát giao thông và cơ quan có chức năng khác cũng phải bảo đảm an toàn cho người đi bộ, trong đó có Thích Minh Tuệ và các vị sư khác đi cùng. Có các ý kiến khác cho rằng vị Thích Minh Tuệ phải chịu một phần trách nhiệm vì đã khiến nhiều người đi theo và điều này làm ách tắc giao thông. Hãy xem lập luận này áp dụng cho các trường hợp khác ra sao. Một tiệm bánh trung thu rất đắt khách. Năm nào ngay dịp Tết trung thu, người dân rồng rắn xếp hàng mua bánh, đỗ xe tràn xuống đường. Cảnh sát giao thông phải tăng cường làm việc. Tiệm bánh này đang góp phần gây cản trở giao thông. Nên cấm. Mỗi năm, gần khu vực Chùa Phúc Khánh, có hàng ngàn người ngồi tràn ra đường chen nhau cúng sao giải hạn, gây tắc nghẽn một đoạn đường lớn ở Hà Nội. Khi ban nhạc Blackpink biểu diễn ở Việt Nam, hàng chục ngàn người hâm mộ khóc cười, chen chúc nhau khiến khu vực Mỹ Đình Hà Nội bị kẹt cứng. Cũng giống như việc không ai có thể yêu cầu đội bóng đá ngừng thi đấu, cấm cửa hàng đắt khách phải ngừng bán, đại nhạc hội phải hủy vé, chùa phải đóng cửa để đảm bảo an ninh và trật tự giao thông. Người ta không thể vin vào cái cớ này để bắt Thích Minh Tuệ ngừng bộ hành. Thay vào đó, người dân có quyền yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông phải nâng cao năng lực hơn, làm việc thông minh hơn, có kế hoạch chiến lược tốt hơn để đảm bảo an ninh giao thông trong địa bàn của họ. Đối với các hành vi tràn xuống đường làm cản trở giao thông, nhà nước đã có công cụ pháp luật khác như luật giao thông để xử lý. Cảnh sát chỉ có thể phạt và bắt những người vi phạm chịu trách nhiệm. Hiến pháp Việt Nam 2013 có những câu chữ như nhà nước phải bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân và công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Nếu chiếu theo đúng những câu chữ như trên vào trường hợp như Thích Minh Tuệ, một người có ước nguyện được bộ hành suốt đời, không nhận đệ tử, không thiết lập đoàn thể, chưa bao giờ vi phạm pháp luật, thì nhà nước phải bảo đảm công dân đó cũng được tôn trọng, bảo vệ để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn an toàn giao thông là nhiệm vụ của cơ quan chức năng nhà nước, nhận lương bằng tiền thuế của dân để làm việc. Các cơ quan này không thể đổ hết trách nhiệm cho một công dân chỉ vì cá nhân đó được rất nhiều người kính trọng và cúi chào. Kính thưa quý vị, Khởi điểm suy đổi của giáo hội Phật giáo Việt Nam Bài viết của Trần Phương, Báo Luật Khoa Ở nước ta hiện nay, nhiều người lên chùa cúng bái, mà cũng nhiều người phê phán giới tu hành, cụ thể là giới tu hành của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có thể dễ dàng nhận thấy sự thất vọng của quần chúng đối với các nhà sư của giáo hội trong cả đời sống lẫn trên mạng. Những biểu hiện suy đổi của giáo hội là thứ không còn bị che đậy nữa. Chính các nhà sư này công khai nó lên mạng phơi bày nó ngay trước mắt chúng sinh và mọi thứ đều có căn nguyên của nó một bước đi sai lầm phật giáo luôn là một tôn giáo của tự do phật giáo ở đất nước nào cũng chia thành nhiều chi phái với bộ máy tổ chức khác nhau ngay cả đất nước xem phật giáo hơn cả một quốc giáo như tây tạng các chi phái cũng có quyền tự trị nhất định thường những nước mà chính quyền cưỡng ép toàn bộ phật giáo hoạt động dưới một giáo hội sẽ làm đạo phật xuống cấp và dẫn đến sự băng hoại của các nhà sư chỉ sau vài thập niên. Điển hình là trường hợp của Trung Quốc, năm 2018 khi có hàng loạt các nhà sư, thậm chí là người đứng đầu giáo hội phải từ chức sau bê bối quấy rối tình dục. Như các nền Phật giáo khác, Phật giáo Việt Nam cũng có xu hướng sinh hoạt tự do. Năm 1951, các nhà sư đã nỗ lực thống nhất Phật giáo ba miền dưới một tổ chức duy nhất là Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, các tập đoàn Phật giáo vẫn hoạt động độc lập với hơn 6 hiệp hội Phật giáo khác nhau. Sau năm 1975, Phật giáo miền Nam bị chế độ mới kiểm soát và bị ép buộc hoạt động dưới một giáo hội duy nhất. Năm 1981, một số nhà sư miền Nam vì muốn giảm mức độ đàn áp của chính quyền lên Phật giáo đã bắt tay với chính quyền thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cố Hòa Thượng Thích Trí Thủ từng nói với Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ rằng Tôi già rồi, tôi sẽ chịu nhục cho mấy thầy làm việc. câu nói này trong bối cảnh hòa thượng trí thủ là người vận động thành lập và trở thành chủ tịch hội đồng trị sự đầu tiên của giáo hội Phật giáo Việt Nam. tuy nhiên việc chịu nhục của hòa thượng trí thủ chỉ xứng đáng khi những người kế nhiệm ông là các nhà sư đặt việc tu học thực hành đúng chánh pháp lên trên tiền tài và danh vọng. nhưng thế hệ này đến nay đã không còn nữa di sản mà hòa thượng Thích Chi Thủ để lại dưới cơ chế một giáo hội đã trở thành thảm họa đối với thế hệ nhà sư hiện nay. Cơ chế này đã không đủ khả năng để kiểm soát đông đảo các nhà sư so với cơ chế đa dạng các giáo hội, hiệp hội trước đây. Ngay cả thiền sư Thích Nhất Hạnh, một người mà khi còn trẻ đã kịch liệt yêu cầu phải thống nhất các hiệp hội Phật giáo thành một tổ chức Phật giáo, sau này cũng đã yêu cầu chính quyền Việt Nam xóa bỏ cơ chế một giáo hội duy nhất tu hành trở thành việc làm ăn. Làng Mai, một tổ chức tôn giáo do thiền sư Thích Nhất Hạnh thành lập tại Pháp và vang danh khắp thế giới, đã tuột mất cơ hội hoạt động tại Việt Nam vì một lý do rất đơn giản. Năm 2008, trong một buổi pháp thoại, thiền sư Thích Nhất Hạnh nói rằng, tại Việt Nam nếu muốn làm Phật sự dễ dàng thì phải đút lót tiền cho cán bộ. Làng Mai lúc bấy giờ cũng bị yêu cầu hối lộ cho cán bộ Việt Nam, nhưng thiền sư Thích Nhất Hạnh đã từ chối. Chi tiết này sau đó được sư cô Chân Không xác nhận lại trong một video do BBC tiếng Việt thực hiện vào năm 2015. Sư cô nói rằng, làng Mai từng được yêu cầu chỉ cần đưa một góc nhỏ của làng Mai thì tu sĩ làng Mai có lẽ đã không bị đuổi khỏi chùa Bát Nhã tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Sư cô Chân Không cho rằng, những người tu hành như bà sẽ phạm giới nếu đóng góp vào nạn tham nhũng. Nếu một tăng đoàn nổi tiếng làng Mai bị yêu cầu phải đưa hối lộ để được hoạt động thì chắc chắn các nhà sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam không thể thoát khỏi. Vấn nạn tham nhũng đã làm suy đồi các nhà sư của giáo hội. Những người thay vì chuyên tâm tu hành, giảng dạy Phật pháp cho quần chúng, nay lại lấy việc kiếm tiền để đút lót, tìm quan chức bảo kê cho mình làm quan trọng. Để kiếm tiền nhanh và nhiều, việc hướng dẫn tu tập cho người dân trở thành việc làm ăn. Các bước tu tập của đạo Phật bị đơn giản đến mức như nấu một gói mì ăn liền, ví dụ như chỉ cần cúng dường là có thể giải nghiệp. Giới doanh nhân cũng cấu kết với các nhà sư cơ hội và các quan chức tham ô dựng lên những ngôi chùa khổng lồ bên ngoài, còn bên trong thì trống rỗng về nội dung. Giờ đây, có những ngôi chùa mà ở đó, giờ đây, các nhà sư trở thành những nhân viên kinh doanh, nhận lương và cố gắng kiếm tiền công đức và có những ngôi chùa mà ở đó sự băng hoại trong thực hành giới luật của các nhà sư đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ là vấn đề tôn giáo, tại Việt Nam, Phật giáo không chỉ đơn thuần là một tôn giáo. Phật giáo là một phần bản sắc, niềm tự hào của người Việt. Năm 1956, tạp chí Phật giáo Việt Nam thuộc Tổng hội Phật giáo đã trích dẫn câu nói của một nhà văn rằng Tâm hồn chúng ta như đã sẵn sàng để dâng hiến cho Đức Phật cái gì dính dáng đến phật giáo đều có thể làm cho chúng ta rung động do đó sự xuống cấp trầm trọng của giáo hội phật giáo việt nam sẽ không chỉ là vấn đề của riêng giáo hội mà còn là một vấn đề của xã hội chính quyền có lẽ đã không nhìn ra mặt này khi họ cưỡng ép các nhà sư phải thống nhất dưới một giáo hội duy nhất hòa thượng thích tuệ sĩ từng thuật lại sự căng thẳng mà hòa thượng thích trí thủ phải gánh lấy trong lúc thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hồi đó, Mai Trí Thọ làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Họ căng thẳng với các thầy bên viện hóa đạo quá. Ông Mai Trí Thọ nói thế này. Các thầy chỉ có hai con đường. Một là theo, hai là chống. Các thầy theo, chúng tôi dành nhiều thứ ủng hộ các thầy. Còn các thầy chống, chúng tôi có đủ xe tăng thiết giáp. Sau hơn 40 năm, có thể sẽ không cần phải dùng đến xe tăng hay thiết giáp để dẹp bỏ một giáo hội bản thân sự suy đổi của giáo hội đó đã đập tan hình ảnh của họ trong mắt công chúng rồi. Kính thưa quý vị, tại sao nhà cầm quyền phải sợ? Trích đoạn bài viết Sao nhà cầm quyền sợ sư thích minh tuệ? Của báo người Việt, mời quý vị cùng lắng nghe. Một vị hành giả đầu trần chân đất, đội nắng, đội mưa, bộ hành trên đường thiên lý, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, ai cho gì ăn nấy, y phục chỉ là những mảnh vải bỏ đi ghép lại, một xu cũng không dính túi, Buông bỏ mọi tiện nghi vật chất của trần gian thì có gì đáng sợ. Sư Minh Tuệ không phải là nhà bất đồng chính kiến hay nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền. Sư không truyền bá một ý thức hệ nào đối lập với chủ nghĩa cộng sản. Trên đường Vân Du, ai thắc mắc gì thì ông trả lời bằng những câu nói giản dị, mộc mạc, chủ yếu khuyên người ta làm lành lánh dữ, ai nghe cũng hiểu, chẳng có gì cao siêu vì đã có sẵn trong đạo sử thế hàng ngàn năm của dân tộc Việt sư không phải là nhà truyền giáo mà là một hành giả người thực hành một phép tu đã có hàng ngàn năm tuổi với mục tiêu diệt trừ tham sân si chấm dứt khổ đau ra khỏi vòng luân hồi sinh tử ông có đạt đến cảnh giới tránh đẳng tránh giác như đức phật thích ca xưa kia hay không là chuyện không biết trước được và cũng chỉ là chuyện riêng của ông không ảnh hưởng đến bất kỳ người nào khác sư minh tuệ là một hành giả cô độc tuy là người tu theo phật Ông không thuộc giáo phái, chùa, tự viện nào, không phải là thành viên cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam có tới 5 triệu tín đồ do nhà nước dựng lên và quản lý. Khi có người cạo đầu ôm nồi cơm điện đi theo thì sư Minh Tuệ nói, ông mới chỉ là người học Phật, chưa có thành tựu gì nên không thu nhận đệ tử. Ai muốn đi theo thì cứ đi, không theo nữa thì về nhà, ông cũng không cản. Khi có quá nhiều người đi theo sư, tràn cả xuống lòng đường, gây trở ngại giao thông, thì ông ôn tồn khuyên họ trở về lo việc làm ăn, không nên tụ tập. Sư Minh Tuệ không có gì đáng sợ cả. Vậy tại sao nhà cầm quyền phải lao tâm khổ tứ, bày ra trăm phương ngàn kế để làm khó ông như đang đêm xông vào nơi nghỉ, bắt người, trói tay tống lên xe thùng trở đi. Rồi sau đó trân cháo tuyên bố sư Minh Tuệ tự nguyện dừng khất thực, ẩn tu. Thậm chí, nhà cầm quyền còn đưa cả đài truyền hình quốc gia VTV vào cuộc, đăng những đoạn phim lắp kép, dàn dựng một cách thô thiển để đánh lạc hướng sự quan tâm của công chúng. Một lần nữa, VTV bị dán nhãn, vua tin vịt. Nhà cầm quyền sợ vì sư Minh Tuệ là một trường hợp rất đặc biệt về một người tay không tất sắc lại có sức mạnh vô biên. Bằng tấm gương từ bi hỷ xả, kiên cường và buông bỏ hoàn toàn những dục vọng trần thế, kể cả sinh mạng, tận tâm tận ý cho một mục tiêu duy nhất là giải thoát. Sư Minh Tuệ đã cảm hóa được hàng triệu người. Không chỉ đám đông đi theo ông và tiếp xúc trực tiếp với vị hành giả, mà cả hàng triệu người theo dõi bước chân ông qua mạng truyền thông đều như được rọi chiếu một thứ ánh sáng nhân ái giữa vô minh của cuộc đời. Tấm gương của sư Minh Tuệ làm cho nhiều người bất giác tự nhìn lại mình, tự suy nghĩ kỹ trước khi buông ra một lời nói thực hành một hành động nào đó sao cho bớt tham sân si vì nhận ra trong đời này hạnh phúc an lạc đâu nằm ở sự hơn kém nhau, ở tiền tài hay danh vọng. Tuy không có điều tra xã hội học hay thống kê chính thức về tác động của tấm gương minh tuệ, nhưng qua những lời bộc bạch trên các mạng truyền thông, chúng tôi cảm nhận người dân mình đang dần tốt lên, hòa ái hơn, bớt hung dữ và sân hận kể từ khi bước chân khất thực của sư minh tuệ bắt đầu được chú ý và theo dõi giống như bóng tối sợ ánh sáng. Chế độ cai trị dựa trên sự lường gạt, gian dối và bạo lực tự nhiên phải lo âu trước sức mạnh của sự thật và lòng tự ái. Ánh sáng của sư minh tuệ chiếu vào bóng tối của giới tu hành Phật giáo, làm rớt những chiếc mặt nạ mà giáo hội quốc doanh này đã dày công xây dựng từ năm 1981 đến nay, soi rõ sự khác biệt như đêm và ngày giữa một bậc chân tu với những kẻ miệng nam mô, bụng đầy bổ dao găm chưa bao giờ những vị chức sắc của giáo hội phật giáo lại bị công chúng lôi ra công kích dữ dội như vậy từ chiếc áo cà sa lộng lẫy như hoàng bào của vua chúa của vị pháp chủ thích trí quảng đến các thủ đoạn lường gạt tín đồ qua các bài giảng đầy mê tín dị đoan và phản bội triết lý phật giáo của các sư quốc doanh thích thanh quyết thích trúc thái minh thích trân quang thích nhật tử đều bị vạch trần trước công chúng số tín đồ đến với các ngôi chùa bề thế của giáo hội này giảm mạnh, đe dọa làm bể nồi cơm của những kẻ khoác áo cà sa để mưu cầu danh lợi. Bước chân trần của sư Minh Tuệ bỗng chốc làm người ta nhận ra rằng Phật không có nơi chùa to tượng lớn mà ở nơi giới luật được tuân thủ, tính thiện được tôn sùng. Không thể tìm hạnh phúc an lạc nơi việc cúng dường mà ở nơi buông bỏ tham sân si trần thế. Nhiều người cho rằng đã đến lúc giáo hội Phật giáo Việt Nam phải thanh lọc hàng ngũ, loại bỏ những sư sãi biến chất, nhưng chúng tôi e rằng ước vọng này sẽ không thực hiện được. Chừng nào giáo hội vẫn còn là một công cụ trong tay nhà nước đảng trị, quyền tự do tín ngưỡng chưa được bảo đảm. Sư Thích Minh Đạo, trụ trì tu viện Minh Đạo ở Bà Rịa, chỉ vì mấy câu tán thán khen ngợi sư Minh Tuệ, đã bị giáo hội buộc phải quỳ sám hối, bị coi như một kẻ phản trắc. Như vậy đủ thấy, giáo hội phật giáo việt nam không có cơ may hướng thiện và tự do tôn giáo hãy còn xa xã hội việt nam đang trong thời kỳ đạo đức suy vong quyền lực và tiền tài lên ngôi cái tốt cái chân thật bị vùi dập bạo lực và gian trá trở thành lẽ sống tuy vậy với căn tính bẩm sinh người việt nam vẫn khao khát chân thiện mỹ khao khát một nền tảng đạo đức lành mạnh trong một xã hội mà con người đối đãi với nhau bằng tình cảm chân thật Sư Minh Tuệ là tấm gương chân thiện mỹ như vậy, nên khi ông xuất hiện thì hàng triệu người, dù theo đức tin nào, đã chấp nhận, yêu mến và noi gương ông. Trong một tháng, bộ hành từ Nghệ An vào Huế đã có đến 72 người tự nguyện cạo đầu, mặc y phấn tảo, ôm ruột nồi cơm điện, đi theo con đường tu hành gian khổ. Hàng ngàn người ngưỡng mộ đi theo và hàng triệu người theo dõi từng bước chân ông. Ai biết chắc, từ nay, nếu Sư Minh Tuệ được tự do vân du Nam Bắc, như ông đã từng thực hiện 6 năm qua. Số người đi theo sẽ lên đến bao nhiêu? Hàng ngàn hay hàng vạn? Và một tăng đoàn nồi cơm điện? Liệu có ra đời, trở thành một tổ chức cạnh tranh với giáo hội quốc doanh và đảng cộng sản vô thần hay không? Nhà cầm quyền không sợ sư minh tuệ, nhưng họ sợ dân chúng tập hợp lại ngoài sự kiểm soát mà họ không thể xử lý bằng súng đạn. Còng số 8. Nhà tù Trật tự trị an chỉ là cái cớ để họ giam lỏng nhà sư cái mà họ sợ chính là đám đông thức tỉnh theo bước chân của vị hành giả một ngày nào đó sẽ thách thức quyền cai trị độc tôn của họ bây giờ thì sư minh tuệ đã mất tích thêm một lần nữa bên ngoài khu rừng có lực lượng chức năng canh gác nhiều người nói câu chuyện thầy thích minh tuệ đã kết thúc có hậu là giải pháp tốt nhất trong tình huống này có thể như vậy song ẩn tu không phải là hạnh nguyện của sư sư minh tuệ từng nói sau thời gian ở một chỗ con thấy mình không có cơ hội xúc chạm để thử thách tham sân si, nên con quyết định bộ hành từ Nam ra Bắc rồi ngược lại. Con không dám nói trước cho đến lúc nào thì con dừng. Với ý chí sắt đá không gì lay chuyển nổi, chắc chắn sư Minh Tuệ sẽ quay lại với cuộc vân du trên đường thiên lý. Vì đó là hạnh nguyện, là lẽ sống của ông. Nhưng cho dù ông không thể tiếp tục bộ hành, thì ánh sáng, hiểu biết tuệ của ông cũng đã soi chiếu khắp nước, ra cả nước ngoài sẽ tiếp tục cảm hóa con người mà không ai dập tắt được